quỹ doanh nghiệp nhỏ hỗ trợ một lần cho các doanh nghiệp Oregon không đủ điều kiện nhận các chương trình hỗ trợ của chợ liên bang. Để đủ điều kiện, doanh nghiệp phải thuộc sở hữu của chủ sở hữu ITIN hoặc tương tự hoạt động ở Oregon vì lợi nhuận, chưa nhận được tiền liên bang từ chương trình bảo vệ phiếu lương, bị sút giảm doanh thu kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 do tác động của COVID, hoạt động tích cực và có kẻ hoặc duy trì trạng thái mở, tìm hiểu thêm bằng cách gọi 1-888-274-7272 hoặc truy cập www.workerrelief.org.